Ok, hát xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình. Mình là ở đây. Và hôm nay mình sẽ chơi map của fan gửi. Yeah. Và đây là một map thoát khỏi nhà tù nha mọi người. Mình đang ở trong nhà tù đá nền mọi người ạ. Sorry, lỗi map. Dẫm vào đây nha. Dẫm vào đây nha là cái khối comment block này đó hả? Còn Ủa là dẫm chưa? Tính ra mình chưa dẫm vô cái khối comment block đó ấy. Nếu thấy lỗi map hãy báo cho Lagit để Lagit còn sửa. Lagit real 2013. Mong God Boy MC không dùng cheat. Rồi ok, mình không cheat đâu bạn ơi. Chừng nào khó quá thì chấp nhận cheat. Mình đùa thôi. Rồi mình sẽ xuống phía dưới này đúng không? Đây là căn phòng đá nền. Star map. Ok. Trước hết là mình đọc thông tin cái đã. Map bơi. À map bởi Lagit hết. Bạn fan này có tên là Lagit mọi người ạ. Rồi star map. Let's go. Cái gì? Ủa, cái gì cả đống vậy? Ê, cái gì vậy? Level 1 giải đố. Tại sao em mới 10 tuổi sinh nhật 2023 đã làm map này rồi nhỉ? Ui, thiệt luôn hả? 10 tuổi? God Boy thôi kệ. Ủa, mình đang nói chuyện với bạn fan ấy. Chúng ta sẽ bắt đầu thì 10 tuổi mà. Nhiều khi ghi sai chính tả thì bỏ qua cũng được. Lần sau rút kinh nghiệm nha. Xây map là đừng có nên sai chính tả nhiều quá ha. Rồi, bạn fan này 10 tuổi nha. 10 tuổi mà làm được map này rồi. Không biết map này như thế nào nữa. Thoát khỏi nhà tù đá nền đúng không? Ở phía trên rất là nhiều lava chảy xuống nè. Rồi, mình có một cái rương với lại ông dân làng. Ông dân làng đổi kim cương với lại phôi sắt để lấy cái nút đá nha mọi người. Mình sẽ mặc áo giáp vô. Cúp có thể phá đá, quặng than, quặng kim cương, thăng cây gỗ sồi. Tiếp, mấy đồ sắt này có thể nung được không? Ok, mình sẽ đi đào đá trước. Ui, ảo vậy? Ê, nhìn vô tưởng khối vuông ấy mọi người. Ui, cái lóc này đúng ảo luôn ấy. Ok, mình đã có kim cương với lại đá rồi mọi người ạ. Nói chung là làm cách nào để mà có được phôi sắt mọi người ạ. Than, đá, kim cương có rồi đúng không? Mình mới có 5 hạt sắt à. Ờ, à, có nghĩa là mình phải cần nung cái cây cúp sắt này lên đúng không? Để lấy thêm hạt sắt, sau đó là đủ sắt và ba vòng mới. Ở đây chúng ta có gỗ. Mình cần một cái lò nung trước đã. Ở phía trong gỗ có gì? Cúp mà chặt gỗ vải chưởng à. Mình sẽ chế tạo một cái bàn đắp thiên. Rồi sao đặt ra đây? Mình đang ở chế độ phim. Ui, cái gì vậy? Ui, cho cái đống gì bạn? Ui. Cái đống luôn mọi người. À bây giờ cái bàn có thể đặt vô đá nền được rồi này. Rồi sau đó là mình chế tạo một cái lò nung đúng không? Ui, ui nhiều vãi. Rồi lò nung có thể đặt trên đá nền. Bây giờ thì chúng ta sẽ nung à đúng rồi, mình nung cái giáp ngựa sắt này được không ta? Ơ được này mọi người. Vậy là nung cái giáp ngựa sắt là mình được hạt sắt đúng không? Ờ đúng rồi, cái đường ray cũng làm từ sắt mọi người ơi. Đây mình thử nung cái đường ray lên nha. Sao cái giáp ngựa sắt nó chỉ có một hạt sắt vậy? Mới có 6 à, mình cần 3 nữa. À, đường ray là đủ rồi. Đường ray nung không được. What? Vậy là cái gì ta? Đường ray nung không... Thôi mình nghĩ là ở phía dưới nó có sắt mọi người. Mình sẽ chặt hết cái chỗ gỗ này luôn. Nếu mà mình nung cây cúp sắt lên thì nó được bao nhiêu hạt sắt mọi người? Mình chặt hết gỗ rồi sau đó mình nung cúp sắt lên nha mọi người. Để coi là được bao nhiêu. Mình nghĩ là cây cúp sắt này nó sẽ cho mình 3 hạt sắt mọi người ạ. Rồi sau đó là mình đủ sắt để đổi với ông dân làng. Đúng không? Nè, 3 hạt sắt. Mới có 7 á ha. Mình mới vừa nghĩ ra mọi người ạ. Mình quên là áo giáp với lại mũ có thể nung được. Ờ, đây rồi. Thì ra là vậy mọi người ạ. Cứ tưởng là không qua được vòng này rồi chứ. Ủa mà cái đường ray nó cũng làm từ sắt mà. Tại sao mình không nung được ta? Nói chung là mỗi món mình chỉ nung được có một hạt sắt thôi mọi người ạ. Đó giờ cứ tưởng là cây cúp mình nung được 3 hạt sắt chứ. Rồi ok, thế là mình đã có 9 hạt sắt. Và bây giờ mình có thể chế tạo được một phôi sắt này. Yeah, chúng ta qua level tiếp theo rồi. Cái gì vậy? Tại sao các bạn thích bắt kho vậy? Ok, mình sẽ bắt kho theo ý của các bạn. Ủa, cũng dễ này. Các bạn biết tại sao không? Ây da. Tại vì có tăng tốc mọi người à. Có thêm một tí tăng tốc cũng được. Đấy, nó sẽ dễ qua hơn mọi người ơi. Ui, trơn quá à. À, chiếc thuyền, ấn vô. Ủa, cái này đâu phải thuyền. Ủa, tưởng thuyền chứ. Nó chỉ là một lốc tàng hình và được bao bọc bởi cái tấm biển thôi. Checkpoint đúng không? Rồi, mình đã checkpoint, bây giờ mình sẽ nhảy qua cái khối vàng kia. Ê, khó nha. Ủa, phải nhảy qua khối vàng hay không? Để mình lấy chớn đã.
Ê, được rồi này mọi người. Yeah, mình đã qua level tiếp theo. Level 3. Tính ra 10 tuổi mà làm được mấy cái map này là giỏi lắm rồi mọi người. Giỏi hơn mình luôn ấy. Đùa. Dễ thế cơ à. Cuốc này có thể phá được khối rêu. Không phải cái này. À đây rồi, khối rêu. Đây. Xong. Level 5 giải đố. Khoan, level 1 là căn phòng đá nền. Level 2 là bắt kho. Level 3 là... Bây giờ cảm giác nó nhức nhức cái đầu bà con. Ủa đúng không mọi người? Khoan khoan, hình như có gì đó sai sai thì phải á. Đúng không mọi người, hình như là không có level 4 thì phải á. Rồi ok, bây giờ mình làm nhiệm vụ tiếp đúng không? Thoát khỏi căn phòng đá nền. Trước hết là chặt gỗ này, bằng cái điều gỗ này. À, ở phía trong có một cái rương. Rồi, chúng ta có một cái cúp đá. Mình quên, đây không phải là cúp đá, mà là cúp gỗ có thể đào đá. Sorry mọi người, lộn tí. Ok, cái rương này thì nó cho mình cuốc chim đá để mai cái chỗ sắt kia đúng không? Rồi, mai chỗ sắt này. Thì mỗi chỗ nó có một cái rương mọi người ạ. Cái rương này có cuốc chim sắt có thể mai kim cương. Ồ, có thêm một cái rương nữa. Rồi, cái rương này có cuốc chim kim cương có thể mai khối netherite. Ôi, cái khối này nó cứng vãi luôn á mọi người. Không khác gì hắc diện thạch luôn. Đến là khối TNT chúng ta có thể đặt lên khối redstone mọi người ạ. Thì map này mình thấy là lộ command block rất là nhiều. Mấy bạn làm map á, đừng có để lộ command block, nó sẽ xấu. Ủa, cái khối kim cương này. Ê, cái khối kim cương này đào được không? Còn cái bàn đạp này là sao? Rồi mình đặt khối TNT lên đúng không? Ôi sao nguy hiểm vậy? Ở phía dưới có một cái hang. Rồi mình sẽ đi vô phía trong. Level 5 mê cung. Ủa khoan, có gì đó sai sai thì phải á. Ủa hồi nãy là level 5 mà đúng không mọi người? Bắt đầu thấy lú lú rồi á. À cái nút chấm hỏi. Ủa là không phải đúng không? Ồ ở đây mình phát hiện có một cái lỗ mọi người ạ. Tại sao lại có một cái lỗ? Mình có thể nhảy lên không? Ở phía trên là lóc tàng hình thì phải á. Ờ mình thấy ở phía trên này có một cái rương mọi người ạ. Chúng ta có cuốc gỗ với lại là cửa sập có thể đặt lên đá nền. À, vậy là cái lỗ này là mình phải chui xuống đúng không? Rồi, mình biết rồi. Đây rồi. À, thì ra cái nút nó nằm ở đây. Level 6, Backcore version 2. Yeah. Ôi sao cái Backcore này nó dễ vậy? Ôi dễ lắm luôn á mọi người. Tới đây là mình bị kẹt cái chỗ block đá nền, mình phải tìm cách nhảy qua. Ê, mấy bạn này biết mình gà bắt kho cho nên là bắt kho cực kỳ dễ cho mình luôn nè. Chỗ này thì mình sẽ nhảy qua đây. Đó. Ở đây thì hết block trắng rồi đúng không? Rồi mình cứ nhảy thoải mái thôi. Cái này mình không cần lấy chấn để nhảy luôn ấy. Ok, mình đã lên được phía trên rồi. Level 7, tìm cần gạt. Tìm cần gạt đúng không? Ở đây chúng ta có ông dân làng tên David. Ông đổi canh ship với lại gạch đá lấy cần gạt. Có thể đặt lên khối vàng. Khối vàng ở đâu? Ở trong nhà. Ờ không có, một cái rương. Ơ, cần gạt nè mọi người. Rồi làm lộ comment block quá trời luôn. Đây nè. Mình đặt lên khối sắt. À, đặt lên khối sắt là nó sẽ xuất hiện khối vàng. Rồi cúp này có thể đào được gạch đá đúng không? Gạch đá ở đâu mà đào? Chúng ta có chỗ nhảy nè mọi người. Ờ, ở dưới cái nút là lock tàng hình. À, gạch đá nè mọi người. Ủa, trời. Nó nằm ở trong căn nhà mình không để ý luôn. Đập một phát vỡ luôn ạ. Rồi mình đã có gạch đá. Ok, mình đã nhảy lên căn nhà của dân làng. Mình thấy ở phía trên có cái rương. Đây là lock can ship nè mọi người. Từ đây thì mình có thể nhảy qua cái cây không ta? Để mình thử nha. Ê, đơn giản luôn ấy. Rồi chúng ta có cây cuốc chim sắt có thể phá được can ship. Vậy là mình đổi được cái nút rồi. Đây nha, mình đã có cần gạt khối vàng. Đặt vô. Xong rồi đúng không? Xong rồi nè. À còn cái rìu nữa mọi người. Cái rìu có thể phá thân cây gỗ sồi. Ủa vậy là xong rồi hả ta? Ủa cái căn phòng đá nền này nó dễ vậy? Comment block thì mình thấy khá là lộ liễu nè. Lần sau mà bạn có làm map á, thì bạn có thể giấu comment block kỹ hơn nha. Thì người chơi người ta sẽ nhìn vô map sẽ hay hơn á mọi người. Rồi xong rồi đúng không? Chiến thắng rồi mọi người ha. Yay. Rồi. Đẹp vậy. Đầy đủ màu sắc luôn. Wow. 10 tuổi mà làm được cái map này khá là hay rồi á mọi người. Cái tiếng pháo bông nó ồn quá.
Rồi, các bạn thấy map của bạn fan 10 tuổi này như thế nào? Thì đừng quên để lại comment ở phía dưới cho mình biết nha. Mình thấy map này khá là hay á. Nói chung là cũng có vài phần hơi lỗi mọi người ạ. Map cũng khá là đơn giản. Nếu mà làm khó một tí thì chơi nó sẽ hay hơn đúng không? Cây cú nó sẽ hấp dẫn hơn rất là nhiều. Và các bạn có những map hay thì cứ gửi về Gmail cho mình. Mình sẽ check map và chơi thử map của bạn nha. Bye bye.